Xin chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay chiều quay giới thiệu cho anh chị một chiếc Corolla Cross bản V, giá cực kỳ tốt luôn anh chị. Xe được sản xuất là 2020 nha. Động cơ 1.8. Xe này đầy đủ công nghệ hết cho anh chị luôn á. Có Toyota Safety Sense đầy đủ nha, camera 360, cảnh báo an toàn đầy đủ hết luôn. Chạy 25.000 cây chạy lướt. Hay xe còn rất là mới luôn anh chị coi nè, phần cáp lô nè. Đó, thấy không? Ghế bên phụ nè. Còn mới tinh nè. Cửa sổ trời nè, có luôn. Nè, các chi tiết chẳng hạn như những cái phần sơn ở đây là bóng lóng nè chị. Xe còn rất là mới nha, chạy mới có 25.000 cây à. Vô lăng còn mới tinh luôn nha. Đây. Được cái khách hàng người ta chạy người ta kỹ anh chị. Có giữ làn nè, đo khoảng cách cho xe phía trước nè. Ga tự động thông minh. Chìa khóa là còn đủ hai cái cho anh chị luôn. Có cân bằng điện tử luôn anh chị. À, rất là ok luôn, xe còn rất là mới nha. Đây, ghế bên tài nè. À, anh chị thấy không? Coi chỉnh điện luôn nè. Chế ghế da này cũng còn ok nha. Xe được sản xuất là 2020 anh chị. Nhập Thái Lan. Có đèn pha tự động thông minh luôn nha. Em mở cái nắp capo lên. Đây. Tắp bi cửa bên tài nè. À, còn cái vân nè. Được cái xe này người ta đi kỹ anh chị, nên cái chất xe này cũng còn đẹp lắm. Kêu chị mọi thứ thì cửa hàng mua bán cũng đã kiểm tra hết rồi. Anh chị cứ yên tâm. Có ghi văn bản cho anh chị luôn, cam kết là không bán xe cứng đụng, không bán xe ngập nước, không bán xe bùng đã động cơ, máy móc nguyên zin. Ở đây thì có ở dưới đây này, có hai cái cổng sạc USB. Đây. 2.2.1A. Ở đây thì có một cái cửa gió cho hàng ghế phía sau. Và ghế da nè, hàng ghế phía sau nè. Đó, xe gia đình mà chị đâu có kinh doanh gì đâu. Nên cái chất xe thì vẫn còn đẹp anh chị. Đây. À, tập bị cửa nè, nó mấy cái vân này còn đẹp quá trời đẹp luôn, không có bị hao mòn chạy xước gì luôn á. Ở đây. Keo chỉ mọi thứ đã kiểm tra hết rồi. Vỏ là còn theo xe anh chị. Xe này mới chạy có 25.000 cây à. Đây, gặp phía sau còn đẹp anh chị luôn nè. Đây nè. Đó, thấy không? Gặp phía sau còn đẹp luôn. Quay luôn cái bánh xe dự phòng cho anh chị coi. Đây là động cơ 1.8 nha, 1.8 nè, nhưng mà bản V. Bánh xe dự phòng là chưa có sử dụng luôn chị. Đây nè. Đó, vẫn còn vết sơn cho anh chị luôn, chưa sử dụng, đồ ngạc theo xe còn đầy đủ luôn. À, cốp nè, chưa tháo mở gì luôn nha. Đó, mấy cái phần, mấy cái chỗ dập ở đây nè cũng còn nguyên zin luôn, chưa có bị nhăn nhó gì luôn này. Đó, xe còn đẹp. Xe này nó đi khoảng tầm ở đây nè, nó khoảng tầm từ 7 lít, từ 6 lít đến 7 lít cho 100 cây, rất là tiết kiệm. Để cái xe này sử dụng động cơ 1.8 anh chị. À, mình bọng nè, nó nước sơn liền lạc nè. Đây, thẳng băng nè. Ha, mình bọc cũng còn đẹp nữa. Gầm phía sau, gầm bên phải nè. Đây. Đó, quay hết tất cả chi tiết của xe luôn. Anh chị nội xa thì đến coi là chỉ có chốt thôi. Khỏi lăn tăn luôn. Chị đi quay một lần là quay là kỹ luôn á. Quay là giống như anh chị đang đi coi cái xe luôn. Đây, keo chỉ mọi thứ là còn nguyên zin hết. Anh chị nội xa là đến coi xe là chốt thôi. À, đây. Cái nút bấm nè, cái phần màn hình hiển thị này cũng còn bóng lóng, mới tinh nè. Xe đi có 25.000 cây, còn đẹp lắm anh chị. Cần số cũng vậy nè, không có bị bong chóc gì hết á. Chìa khóa thông minh còn đủ hai cái luôn anh chị, cái chỗ gác tay nè. Cái này nó bị dơ dơ, vệ sinh lại cái là sạch nè. À, ghế nè. À, gì đây không? Còn mới lắm nha. Đó đây. Mới lắm. 25.000 cây chạy lướt. Cửa sổ trời đầy đủ, tắp bi cửa nè, em mở cái nắp capo lên luôn nè, vỏ còn dày lắm anh chị, 25.000 cây nên vỏ còn dày lắm đó nè, cái phần cản nó còn khít luôn nè, đó nè, đèn vậy nè, thấy không nè. À, đó chị sẽ quay nè, show cho anh chị coi nè, cái chi tiết này còn đẹp lắm. Xe này có tích hợp camera 360 sẵn luôn anh chị, mà đăng kiểm còn dài lắm, đăng kiểm có tới 2026 luôn nè. Đó, còn rất là dài. Ở đây có cái radar này nè chị. Không, sơn nè, nó sơn capo vậy nè, không nước sơn capo nè, bóng lóng nè, sơn zin đúng không anh chị, sơn zin á, biển Sài Gòn sẵn luôn, xe này một chủ từ đầu luôn anh chị. Đây, và đây là cái phần động cơ nè, đó cái keo từ nhà máy vẫn còn luôn anh chị ha, keo từ nhà máy nè vẫn còn luôn, máy móc là nguyên zin nè, mấy con ốc nè chưa có tháo mở gì hết á, anh chị thấy không, mấy ốc nè chưa tháo mở gì luôn, còn nguyên zin hoàn toàn nha, quay sát sát cho anh chị coi cho rõ luôn. Nè, mấy cái phần khung xương ở đây cũng vậy nè. Đó, nguyên bản hết. À, anh chị nở xa này đến coi là chốt thôi, khỏi mất thời gian đi tới đi lui anh chị. Đây. Thì bên chiều bán có bao test hãng luôn, anh chị cứ cảm thấy mua xe mà không tin tưởng cứ test hãng thoải mái anh chị.
bao test hẳn luôn. À, cam kết cho anh chị là không bán xe cấn đụng luôn, không bán xe ngập nước nha. Ốc capo còn chưa tháo nữa nè, nó keo chỉ mọi thứ là nguyên zin. Rồi cái chiếc Corolla Cross này thì có hàng triệu đang bán giá là 700 triệu còn thương lượng. Anh chị các bạn mà có quan tâm, có thiện chí đến coi thực tế xe nha. À, bớt thêm tí cho, cần thêm thông tin gì về cái chiếc Cross này thì anh chị kết bạn qua Zalo, chị sẽ gửi cái thông tin cái chiếc Cross này cho anh chị nha.